phụ nữ hạnh phúc không nhất thiết phải dựa vào đàn ông. Chỉ cần có ba thứ này, cuộc đời của bạn sẽ trôi qua bình yên, dù có sóng gió lớn đến mấy cũng vô sự. Phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng rồi cuộc sống sẽ bình yên. Bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn phải đối mặt với một hành trình mới, nhiều thử thách và khó khăn hơn. Thế nên, dù có chuyện gì đi nữa, cũng đừng bao giờ bỏ quên ba lá bùa hộ mệnh này. Thứ nhất, sự nghiệp. Phụ nữ hạnh phúc cần phải có một công việc đàng hoàng. Đừng nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi, hoặc có thể sống thoải mái như bà Hoàng. Bạn nên nhớ, tiền mình làm ra dù gì cũng tốt hơn là tiền của người khác đưa cho. Có một công việc tử tế, dù ít tiền cũng tốt hơn là ở nhà nội trợ, rồi chờ đồng lương của chồng. Phụ nữ đừng nghĩ phải lấy chồng giàu mới xem như không sống uổng phí. Người phụ nữ hiện đại nên nhớ, không có đàn ông bạn vẫn có thể sống tốt, còn không kiếm ra tiền bạn sẽ sống khổ sở. Vì vậy, dù có chuyện gì cũng hãy bảo vệ công việc của mình bằng mọi giá. Thứ hai, con cái. Con cái là mối quan hệ ruột rà, cắt không đứt, chặt không gãy của phụ nữ. Dù có bỏ chồng, phụ nữ cũng đừng dại bỏ đứa con mình sức ruột sinh ra, bởi chúng là món quà lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối đừng làm tổn hại đến món quà tinh thần lớn lao này. Cuộc đời người đàn bà hạnh phúc, niềm an ủi lớn nhất là nhìn con khôn lớn mỗi ngày. Ở bên ngoài dù có sóng gió đến mấy, khi trở về nhà thấy nụ cười tươi của con, mọi buồn phiền cũng sẽ tan biến hết. Vì vậy, bằng mọi giá, bạn hãy giữ lá bùa hộ mệnh này. Đó là cách để phụ nữ hạnh phúc. Thứ ba, khí chất. Khi yêu, người đàn bà khí chất sẽ không bì lị, yêu được, buông được. Còn khi làm việc, họ không nói nhiều, chỉ dùng tài năng để chứng minh. Trong đối nhân xử thế, họ luôn giữ chừng mực, không quá ồn ào, cũng chẳng khoe khoang bản thân tài giỏi đến đâu. Phụ nữ dù đang ở vị trí nào trong xã hội, cũng phải có khí chất thần thái. Ai cũng có khí chất riêng, nhưng không phải ai cũng biết khai thác. Hãy luôn nhớ bản thân bạn có tri thức, lòng tự trọng và phẩm hạnh. Cuộc đời dài như vậy, đừng cố chấp về một người mà tâm tư phiền muộn, bởi đàn ông trên đời không thiếu. Phụ nữ bản lĩnh, đừng sợ trên đời này thiếu đàn ông để yêu. Đừng sợ không có người này, cả đời cũng không tìm được ai khác. Cuộc đời dài như vậy, rồi em sẽ gặp được người tốt. Đừng vì một gã đàn ông tệ bạc mà tâm tư phiền muộn, lòng băng giá. Đừng vì một người mà đến bản thân cũng bỏ mặc. Hãy cứ ngẩng cao đầu sống tiếp cuộc đời của mình. Vì không có người đó, trái đất này vẫn quay. Em vẫn phải sống tốt và nhất định phải xinh đẹp. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ không phải đàn ông, mà là thanh xuân và thời gian. Khi còn trẻ, yêu hết mình cũng tốt, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Vì khi thanh xuân của phụ nữ đã qua rồi, em sẽ cảm thấy hối hận. Không yêu được người này thì yêu người khác. Thế gian thiếu gì đàn ông tốt. Đừng chôn vùi thanh xuân tuổi trẻ của mình bên một người chỉ mang lại cho em toàn đắng cay. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để gánh chịu những khổ sở mà người chồng mang lại. Ông trời ban cho em một tâm hồn và vẻ ngoài mềm yếu là để được nâng niu, trân trọng. Nếu người đó không yêu thương em, hãy tiễn họ đi, rồi sẽ có một người nào đó tử tế hơn đến xoa dịu em suốt phần đời còn lại. Cuộc đời này dài lắm, đừng sợ không có ai yêu em thật lòng. Đừng sợ không có ai đối đãi với em tử tế. Ai rồi cũng sẽ có một người đàn ông toàn tâm toàn ý bên cạnh. Cô bạn tôi
yêu người đàn ông đó suốt 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy luôn than phiền vì anh ta là người vô tâm. Mối quan hệ này chỉ một mình cô ấy cố gắng phấn đấu và vun vén, còn anh ta thì lại cảm thấy rất phiền phức. Nhưng vì tiếc thanh xuân, tiếc khoảng thời gian dành cho nhau, nên cô ấy bất chấp giữ người này ở bên cạnh. Để rồi đến cuối cùng, những điều cô ấy cố gắng đều không mang lại kết quả gì. Người đàn ông đó đã rời bỏ cô ấy khi tìm được người tốt hơn, xinh đẹp hơn. Cô ấy đau khổ đến mức chẳng muốn sống nữa. Nhưng không lâu sau đó, cô ấy đã gặp được người đàn ông của mình. Anh ấy biết cách quan tâm người khác. Ở bên anh, cô chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cảm thấy cô đơn. Những thiệt thòi và tổn thương bao nhiêu lâu nay của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cô thường tiếc nuối, sao không bỏ người kia sớm hơn? Tại sao không gặp người này sớm hơn? Bởi vậy, phụ nữ đừng cố chấp trói buộc mình bên cạnh người đàn ông không thuộc về bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.